Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xin dành tặng cho các cặp đôi đang mong muốn thực hiện IVF những lời khuyên như sau. Áp dụng một chế độ dinh dưỡng đa dạng với đầy đủ các nhóm chất và nhớ là kiêng rượu bia, cà phê, thuốc lá nhé. Hãy giảm bớt công việc, đừng thức khuya, cùng với một chế độ vận động hợp lý sẽ giúp giảm căng thẳng, tăng sức đề kháng và tăng khả năng thụ thai. Hãy tìm đến những cơ sở y tế uy tín, có trang thiết bị hiện đại sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các cặp vợ chồng. Hãy tìm đến các chuyên gia sản phụ khoa đầu ngành, tay nghề cao, từng thực hiện nhiều ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công để có phác đồ điều trị tối ưu. Hãy giữ tinh thần thoải mái, lạc quan sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công trong IVF. Chúc các cặp vợ chồng sẽ sớm có tin vui nhé!